Hello, chào các bạn. Hôm nay tôi đi về bài cao huyết áp. Vấn đề cao huyết áp, có mấy loại cao huyết áp và cái vấn đề mà cân nặng nó liên quan đến lại cao huyết áp thì nó có những cái nguy hiểm như thế nào. Người bệnh cao huyết áp thì có cần khống chế về cái số kilo không? Đó là rất là quan trọng. Cao huyết áp nếu mà trong cái vấn đề chuyên môn thì gọi là tăng huyết áp, thì chúng ta thấy nếu mà huyết áp tăng cao liên tục á, huyết áp tâm thu á mà lớn hơn, nếu mà huyết áp tâm thu mà lớn hơn 160 mili thủy ngân thì cái huyết áp tâm trương lớn hơn 90 mili thủy ngân thì nó gọi là cao huyết áp đó. Và cái bệnh cao huyết áp thì nếu mà thường xảy ra cho cái độ tuổi từ là 35 cho đến 55 là 55 là thường xảy ra là cái vấn đề cao huyết áp. Cái nguyên nhân mà gây cái bệnh cao huyết áp đó là thứ nhất, quan trọng nhất, cái đầu tiên nó là cái yếu tố về cái tiền sử của gia đình, di truyền đó. Đó, vấn đề mà di truyền là đầu tiên. Sau cái vấn đề mà yếu tố di truyền thì đối với những người mà làm việc thường xuyên hay bị căng thẳng thì nó cũng làm cho các bạn bị cao huyết áp. Và cái vấn đề tôi đề cập ở đây là cái vấn đề mà số kilo và quá béo thì cũng sẽ bị là cao huyết áp. Số kilo mà làm cho chúng ta tăng lên, hay những cái người mà ăn ngọt nhiều, những người mà ăn muối nhiều, những người mà ít hoạt động, cao huyết áp, mà cái triệu chứng của cao huyết áp là các bạn sẽ thấy rằng là nó là một choáng váng này đó, rồi nó ù tai, mất ngủ, rồi hay quên, và trong người nó hay âu lo hồi hộp. Nó có cái hiện tượng mà đau đầu, ù tai đau đầu. Đó, một trong những cái mà chúng ta mà thấy những cái triệu chứng của cao huyết áp đó. Cao huyết áp thì nó có mấy loại thầy? Nó có hai loại. Cái huyết áp mà loại thứ phát và cái cao huyết áp nguyên phát. Cao huyết áp mà thứ phát thì nó là phát một số cái bệnh nào đó xuất hiện cao huyết áp, ví dụ như là một cái triệu chứng của bệnh cao huyết áp này nó chiếm khoảng 10% từ cái bệnh mà nó 10 cho đến 15% là các cái ca bệnh khi mà bị cái hội chứng về cái bệnh thận hay là khi các bạn mà bị là giảm cái chức năng của thận, hoặc là viêm cái tiểu cầu thận, nó cũng là như là bệnh tiểu đường nữa, nó cũng là một trong những cái mà các bạn là cần quan tâm. Cao huyết áp nguyên phát thì là nó nguyên nhân của nó là rất rất là rõ ràng luôn. Nó là một trong những cái loại bệnh mà nó độc lập với những cái triệu chứng là rất là rõ ràng, là cái tăng huyết áp chiếm tới khoảng là 75 cho đến 90% các cái
ca bệnh á, phần nhiều là cao huyết áp, nó có liên quan tới tiền sử của gia đình của các bạn đó. Yếu tố di truyền là rõ ràng đó. Người cao huyết áp thì rất là nguy hiểm, rất rất là nguy hiểm, là một trong những cái bệnh mà chúng ta thường sẽ thấy là nó tái phát nhiều đó. Thì chúng ta thấy nó nguy hiểm như thế nào. Nó liên quan tới tim mạch, mạch máu não, tim á, riêng cái bệnh tim mà do cao huyết áp á, phì đại tâm thất trái, suy cơ tim, và nghiêm trọng hơn là suy tim trái. Cái nhân tố nguy hiểm của cái bệnh về tim mạch đó. Riêng thận thì do cái động mạch thận là sơ cứng, cái chức năng thận nó sẽ bị suy giảm, nên là một số cái trường hợp tiến triển là nó thành suy chức năng thận luôn đó. Một cái chứng ngộ độc nước tiểu, suy chức năng thận, thì bản thân á, ở cái đáy mắt của chúng ta đó, thì cái động mạch của đáy mắt nó sơ hóa. Đôi lúc á, thì chúng ta thấy nó là có thể là phù gai thị, hoặc là nó bị xuất huyết. Phù gai thị hoặc là xuất huyết đó. Còn đến cái vấn đề não, thường gặp nhất là cái tạo ra cái xuất huyết não, nhũn não. Người bệnh nặng á là tai biến về mạch máu não đó. Bây giờ chúng ta sẽ quan tâm tiếp. Khi mà mạch máu não sơ cứng, nó có những cái dẫn đến nhân tố là thiếu máu, thiếu máu não, thiếu oxy. Người bệnh á, lúc bấy giờ sẽ hoa mắt, nhức đầu, thiếu máu oxy lên não, ù tai, chân tay á, thì nó tê, thân hầu như là nó tê. Bệnh cao huyết áp thực sự là nguy hiểm. Chúng ta để ý sau này đến cái clip thứ hai, đó là về ăn uống số kilo. Đó. Cái vấn đề ăn uống là quan trọng, số kilo là quan trọng. Hả? Và cái cách thức của ta là khống chế cái vấn đề giảm cân. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip.